về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Chào mừng tất cả các em học sinh đã quay trở lại với bài học ngày hôm nay. Vẫn tiếp tục với chuỗi kiến thức của bài số 4, văn bản nghị luận văn học. Ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn và giúp các em phần tự đánh giá, cũng như hướng dẫn các em tự học ở nhà. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất của bài học ngày hôm nay, đó là phần tự đánh giá thông qua văn bản Con cò trong ca dao. Ở phần này, chúng ta sẽ đi trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm và một số câu hỏi tự luận. Câu hỏi số 1. Mục đích chính của đoạn trích trên là gì? A. Cung cấp thông tin về con cò và người nông dân. B. Bày tỏ tình cảm của người viết với con cò. C. Giải thích vì sao trong ca dao hay nhắc tới con cò. D. Giới thiệu, thuyết minh về con cò và người nông dân. Để trả lời được câu hỏi số 1 này, thì trước tiên các em phải nắm được nội dung chính của văn bản Con cò trong ca dao. Và mục đích chính mà tác giả muốn nói đến trong văn bản trên đó là nhằm mục đích là đi giải thích lý do tại sao trong ca dao hay nhắc tới hình ảnh con cò. Chính vì thế, câu hỏi số 1 này các em lựa chọn đáp án C. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi số 2. Phương án nào sau đây thể hiện rõ yếu tố nghị luận trong đoạn trích trên? A. Nhân vật và sự việc. B. Lý lẽ và bằng chứng. C. Lời kể và người kể. D. Thời gian và địa điểm. Như chúng ta đã tìm hiểu ở phần kiến thức ngữ văn và cụ thể là ở phần văn bản nghị luận, thì đặc điểm của một văn bản nghị luận là luôn có hai yếu tố, đó là lý lẽ và bằng chứng, hay còn gọi là dẫn chứng. Chính vì thế, phương án để thể hiện rõ yếu tố nghị luận trong đoạn trích trên chính là đáp án B, lý lẽ và bằng chứng. Còn đối với các đáp án còn lại thì đối với các đáp án này, những yếu tố này nó là một trong những yếu tố quan trọng ở trong một tác phẩm truyện. Câu hỏi số 3. Câu nào sau đây là câu nêu vấn đề để bàn luận? A. Trong ca dao dân ca Việt Nam có rất nhiều bài nói đến con cò. B. Tại sao trong khi hát, nhân dân lao động lại hay nói nhiều đến con cò? C. Những câu ca dao hay và cổ nhất của ta hầu hết mở đầu bằng con cò. D. Bạn thân nhất của người nông dân trong lao động và sản xuất là con trâu. Đối với câu hỏi số 3 này thì chúng ta có thể thấy được câu nêu lên vấn đề để bàn luận chính là câu tại sao trong khi hát, nhân dân lao động lại hay nói nhiều đến con cò. Chính vì thế, câu hỏi số 3 này các em hãy lựa chọn đáp án B. Câu hỏi số 4. Ý nào sau đây nêu đúng nhiệm vụ của đoạn 1 trong văn bản trên? A. Giải thích vấn đề cần bàn luận. B. Nêu vấn đề cần bàn luận. C. Chứng minh ý kiến của người viết. Và D. Nêu cảm nghĩ của người viết. Như chúng ta thấy ở trong văn bản, cụ thể là ở đoạn 1 của văn bản trên, có thể thấy đoạn này đã giới thiệu về hình ảnh con cò, cũng như là nêu ra vấn đề cần bàn luận. Và cụ thể nó được thể hiện trong câu tại sao trong khi hát, nhân dân lao động lại hay nói nhiều đến con cò. Chính vì thế, câu hỏi số 4 này các em hãy lựa chọn đáp án B. Tiếp theo, câu hỏi số 5. Nội dung chính trong đoạn 2 là gì? A. Nói về sự gắn bó giữa con cò và người nông dân. B. Ca ngợi cuộc sống của con cò và người nông dân. C. Miêu tả đặc điểm và tính cách của loài cò. D. Miêu tả cuộc sống lao động của người nông dân. Đối với câu hỏi số 5 này thì các em cần tập trung vào nội dung chính của đoạn 2 trong văn bản. Và chúng ta có thể thấy được phần 2 của văn bản trên đã nói về sự gắn bó giữa con cò và người nông dân. Chính vì thế, câu hỏi số 5 các em hãy lựa chọn đáp án A. Tiếp theo, câu hỏi số 6. Ý chính của đoạn 3 là gì? A. Khẳng định con trâu là người bạn thân nhất của người nông dân. B. Miêu tả đặc điểm, công việc và tính cách chậm chạp của con trâu. C. Giải thích vì sao và khi nào người nông dân mới liên hệ đến con trâu. Và D. Chứng minh con trâu là tiêu biểu nhất cho sức sản xuất nơi đồng ruộng. Có thể thấy, đoạn 3 ở trong văn bản trên là chủ yếu nói về hình ảnh con trâu.
Và mục đích và ý chính của đoạn 3 là muốn giải thích lý do vì sao và khi nào mà người nông dân mới liên hệ đến con trâu. Chính vì thế, câu hỏi số 6 các em hãy lựa chọn đáp án C. Tiếp theo, câu hỏi số 7. Câu nào sau đây nêu được ý chính của đoạn 4? A. Con cò mới là người bạn thân nhất của người nông dân khi lao động. B. Con cò tuy ngày đêm lặn lội nhưng nhiều lúc lại bay lên mây xanh. C. Cuộc sống của con cò cũng vất vả nhưng có vẻ trong trắng, thanh cao. D. Con cò phù hợp với tâm trạng muốn ca hát khi làm lụng của nông dân. Để làm được câu hỏi này, các em cần chú ý vào nội dung chính của đoạn số 4. Và trong đoạn số 4 thì tác giả đã tập trung làm rõ đó là con cò phù hợp với tâm trạng muốn ca hát khi làm lụng của người nông dân. Chính vì thế, câu hỏi số 7 này các em hãy lựa chọn đáp án D. Tiếp theo, câu hỏi số 8. Dòng nào nêu bằng chứng làm sáng tỏ cho lý lẽ những câu ca dao hay và có lẽ cũng rất cổ của ta, hầu hết mở đầu bằng con cò. A. Những lúc cày cuốc, cấy hái, người nông dân thường thấy con cò bên họ. B. Con cò bay lả bay la, con cò bay bổng bay cao, con cò lặn lội bờ ao. C. Con cò lội theo luống cày, con cò bay lên đồng lúa bát ngát. D. Con cò trắng kia tuy ngày đêm lặn lội nhưng nhiều lúc lại bay lên mây xanh. Trong văn bản con cò trong ca dao, tác giả đã sử dụng các bằng chứng để làm sáng tỏ cho lý lẽ của mình. Và cụ thể, đối với câu hỏi số 8 này, tác giả đã đưa ra những câu ca dao rất quen thuộc và có lẽ cũng là những câu ca dao cổ của nhân dân ta. Đó chính là con cò bay lả bay la, con cò bay bổng bay cao, con cò lặn lội bờ ao. Chính vì thế, câu hỏi số 8 này, đáp án của nó chính là đáp án B. Câu hỏi số 9. Dòng nào sau đây nói đúng về hiện tượng từ mượn trong văn bản con cò trong ca dao? A. Ít sử dụng từ mượn. B. Không sử dụng từ Hán Việt. C. Chỉ dùng từ thuần Việt. Và D. Có sử dụng từ tiếng Anh. Đối với câu hỏi số 10 này, các em cần vận dụng các kiến thức có liên quan đến phần tiếng Việt và cụ thể là ở phần từ mượn. Khi đọc văn bản, chúng ta rõ ràng có thể thấy được là trong văn bản này không hề sử dụng từ mượn cũng như sử dụng từ Hán Việt hay là từ tiếng Anh. Bởi vì thế, cho nên câu hỏi số 9 này, đáp án của nó chính là đáp án C, chỉ dùng từ thuần Việt. Câu hỏi cuối cùng, câu hỏi số 10. Viết một đoạn văn khoảng 3 đến 4 dòng để trả lời cho câu hỏi. Vì sao văn bản trên là văn bản nghị luận? Để làm được và viết được đoạn văn thì trước tiên các em cần phải hiểu được văn bản nghị luận là gì. Và sau đó các em cần phải đi lý giải lý do tại sao văn bản con cò trong ca dao lại là một văn bản nghị luận. Như các em được biết thì trong một văn bản nghị luận, hai yếu tố cần có ở trong một văn bản nghị luận đó chính là lý lẽ và dẫn chứng. Và đối với câu hỏi số 10 này, cô đưa ra gợi ý trả lời cho các em như sau. Văn bản con cò trong ca dao là văn bản nghị luận vì đã bàn luận về vấn đề lý do tại sao lại hay nói đến con cò khi hát mà người nhân dân lao động Việt Nam lại không nhắc đến loài chim khác. Thứ nhất, bài viết chỉ ra mối liên hệ giữa con cò với người nông dân, sau đó nhấn mạnh hình ảnh con cò là ước mơ một cuộc sống vùng vẫy thoải mái của nhân dân lao động. Phần thứ hai của bài học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em đi tự học. Trong phần hướng dẫn tự học thì các em cần lưu ý như sau. Thứ nhất là về nhà, các em cần chủ động tìm đọc các sách báo, truy cập Internet, sưu tầm, tìm đọc các bài nghị luận văn học trình bày về một ý kiến hay, về cái hay, cái đẹp của tác phẩm văn học và nhất là các tác phẩm văn học đã được học theo các cách sau. Thứ nhất là các em sử dụng công cụ tìm kiếm, gõ tên các tác phẩm văn học cần tìm. Hoặc là các em có thể thu thập nguồn tư liệu gồm các bài viết, hình ảnh và video. Phần thứ hai, sau khi tìm đọc các văn bản nghị luận văn học hay, thì các em cần ghi chép và tích lũy những đoạn văn nghị luận hay mà em đã đọc được để có thể giới thiệu với các bạn cũng như cô giáo ở trên lớp. Như vậy, kiến thức
của bài số 4, văn bản nghị luận đã khép lại tại đây. Cảm ơn các em đã lắng nghe bài học ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài học tiếp theo. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.